Chị cùng với mọi người nhé. Hôm nay hiện tại mình đang có mặt ở ngã ba Tân Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang. Hôm nay ngày mùng 7 tháng Giêng mọi người nhá. Hôm nay ở đây thì diễn ra một cái ngày hội. Hôm nay là cái clip đầu tiên mình sẽ đi ghi hình vào các ngày hội, hội xuân nằm cho các tỉnh diễn ra. Trước mắt thì mình đã ghi hình chia sẻ cho quý vị và các bạn ở khu vực Lục Ngạn này đã, xong rồi mình sẽ làm những clip chia sẻ cho quý vị và các bạn ở các tỉnh khác như là Lạng Sơn, các ngày hội diễn ra ở các ngày hội trong những ngày đang còn xuân này. Hôm nay thì mình sẽ đi ghi hình tại khu vực ngã ba Tân Hoa này. Cái clip đầu tiên ghi hình về chia sẻ về mọi người đi trải hội xuân ở đây mọi người nhá. Vâng, đặc biệt là những năm gần đây thì có rất là nhiều các cô chú anh chị hay đi hát song hao cùng với lại một số thanh niên bây giờ cũng ra giao lưu gặp gỡ nhảy. Vâng, hiện tại đang là vào buổi trưa mọi người nhá, buổi trưa ngày 7 tháng Giêng. Mình sẽ đi một vòng ở khu vực quanh khu vực ở ngã ba chỗ Tân Hoa này, chia sẻ cho mọi người cùng xem Tân Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang các quý vị nhé. Và bây giờ mình sẽ đi một vòng ở đây để cho mọi người cũng biết là ngày hội hôm nay ở đây nó như thế nào. Bởi vì là thế này, thì những ngày hội này thì là có rất là nhiều nơi diễn ra các ngày hội. Vì vậy thì một số thì sẽ đi hội này hội kia thì nó sẽ giảm bớt được không đông như các ngày hội thường kia. Nhiều lúc cái ngày hội thường nó rất là đông, nhưng mà cái ngày hội xuân thế này thì nó nhiều nơi nó tổ chức nhiều hội. Đặc biệt ở trên Lạng Sơn có rất là nhiều hội quý vị ạ. Đây có các bà đang đi dạo, xong rồi tí nữa là chắc là từng cặp là hát song hao quý vị nhá. Vâng, quý vị và các bạn xem video mình thì cảm thấy video mình hữu ích thì nhớ cho một like. Thấy bà ạ. Vâng, mình sẽ đi một vòng ra đằng này quý vị. Đây này, ở trên kia thì đang có một số là đang nhảy rồi nhá. Đấy, nhảy âm nhạc đang rất là tưng bừng. Còn ở đằng này thì một số thì đang buổi trưa bán đồ ăn thức uống. Đây, hôm nay mình sẽ ghi hình chia sẻ cho mọi người cùng biết ngày hội ở đây. Vâng, nhạc ở đây thì rất là ổn. Chào anh em nhá, đang quay video đi hát song hao. Đây mọi người, giờ này thì trưa càng là hội này thì là càng vào buổi chiều thì càng nhiều người quý vị nhá. Mình sẽ quay toàn cảnh ở khu vực này cho mọi người cùng biết. Đặc biệt các cô chú anh chị dân tộc thì bây giờ thì mới bắt đầu chiều là mới ra nhiều này, ra để tí hát song hao giao lưu. Tại đường mình đang đi hình ảnh đây là xuôi về đằng trũ này, đường là đường trũ nhé. Ở đây cái trung tâm này thì diễn ra ở cái chỗ ngã ba, một đường đi xuống xuôi đằng xuống dưới là đằng sông Chú quý vị nhỉ. Còn quay ngược lên thì đằng lên Sơn Động nhá. Cái chợ thì là ở đằng sau cái chỗ hình ảnh các bạn đang thấy đây này, có cái đường bé bé con là vào đây này. Đây ở đây thì có rất là nhiều các cô chú anh chị đang chỉnh những trang phục. Khóa tủ, khóa xe cơ, khóa xe máy. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy nha, hội đây thì đa phần là các ngày hội bây giờ này chỉ rất phần lớn là tầm giờ trưa chiều là toàn các cô chú anh chị nhiều thôi đến để giao lưu rồi hát ra song hao nữa. Còn các bạn thanh niên trẻ chút nữa thì sẽ tổ chức vào những tốp nhảy.
Vâng, rất là đông, nhiều cặp hát si song hao đang giao lưu đây này. Đây cái chỗ này, cái chỗ trung tâm ngã ba này mọi người. Đây này. Vâng, ở đoạn trên này thì đang nhảy, mọi người đang tổ chức nhảy trên này mọi người. Vâng, hàng năm thì vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Mùng 7 tháng Giêng thì ở đây thì vâng, đây mọi người đang chờ nhạc kia, nhạc đang bị gián đoạn một tí đây này. Vâng, tí mình sẽ làm một số những clip nhảy chia sẻ cho quý vị và các bạn biết về những cái clip nhảy nữa quý vị nhé. Đấy, chỗ này rất là đông, tập trung rất là đông đang bị nhảy này. Và những ngày hội bây giờ mọi người rất là vui tươi và thoải mái mọi người nhé, mọi người đi hội thì cùng nhau nhảy. Chào chốt buồn nhá. Vâng, chào bác nhá. Vâng, chốt buồn vẫn khỏe nhá nhỉ? Vâng, vâng, em vẫn khỏe, em vẫn em vẫn đi quay video được bác. Bạn thôi, không phải em anh đâu. Hôm nọ còn uống rượu nhà chéo khai, biết không? Nhà chéo kha là đúng rồi. Biết không? Phải uống cày và chén ở đấy. Ờ. Chẳng qua là bố mày không biết bố tao đâu. Đâu các bạn, hôm đấy mình không uống được rượu đâm ra. Ờ, các bạn đông xong mình không uống rượu, hôm nay mình không uống rượu nữa đâm ra thế. Mạng yếu. Mạng yếu à? Tạm thời nghỉ một lúc đó. Mạng đang yếu à? Và mọi người đang nhảy đây nhưng mà mạng nó đang yếu, không không có nhạc để nhảy, đang tạm thời đang hoãn mọi người nhá. Đây mình tranh thủ ghi hình một chút cho mọi người cùng xem. Vâng, hội này thì chỗ Tân Hoa nằm giữa xã Biển Động cũng là xã Phì Điền. Phì Điền ở bên dưới, còn cái hướng mà hình ảnh các bạn đang được nhìn thấy là hướng về đằng lên Biển Động rồi lên Sơn Động quý vị nhé. Đi lên chút nữa là đến xã Biển Động. Đây vẫn còn rất nhiều các chị đang chỉnh lại những trang phục, đi một quãng đường xa để đến hội để cho nó đẹp. Và hiện tại ở chỗ này đang tập trung một cái chỗ đang chuẩn bị sắp nhảy. Và cái chỗ này là vừa đã nhảy rồi đấy, nhưng mà rồi chắc mạng nó yếu, nó không nhảy được, không có nhạc để mà nhảy. Vâng, trong các ngày xuân này thì có rất là nhiều nơi diễn ra rất là nhiều các lễ hội mọi người nhé. Rất là nhiều các lễ hội sẽ được diễn ra ở khắp mọi nơi ở khu vực miền Bắc, đặc biệt khu vực miền Bắc thì rất là nhiều, đặc biệt như là các tỉnh như Lạng Sơn. Ở đi xa nữa thì mình không nắm được, nhưng mà đặc biệt ở trên Lạng Sơn thì có rất là nhiều các ngày hội. Bác. Hết nhạc rồi hả? Hết nhạc rồi chú? Hết nhạc rồi. Thằng kia nó bán nước. À. Anh em là không muốn được uống, ủng hộ nó không? À. Thì nó tắt cái loa đi. À thế à? Vâng. Và hội này thì đa phần là một màu của áo chàm dân tộc. Và hôm nay ngày 7 tháng Giêng này nó cũng trùng vào những các ngày hội khác ở trên Lạng Sơn. Thật ra thì nhiều các cô chú anh chị ở trên Lạng Sơn thì cũng đi xuống đây. Đa phần thì chỉ quanh quanh ở khu vực Lục Ngạn này thì đang giao lưu ở đây thôi.
Vâng, thời tiết hôm nay thì khá là đẹp, theo dự báo thì còn một số ngày nữa thì trời nó cũng đẹp để mọi người thuận tiện cho mọi người đi du xuân chảy hội mọi người nha. Cháu ơi, xin kiểu ảnh cháu ơi. Đang cả các cháu nó chụp ảnh. Đây là mình lại trở lại cái chỗ các bá vừa đến đây này đấy. Mình đi cũng một vòng vòng cho mọi người có thể nhìn thấy rồi. Bây giờ này thì mới nhiều các cô chú anh chị bây giờ mới đến nhiều này. Đây thì toàn các bà thôi, một màu áo tràm luôn. Cái hội này ở chỗ này thì nó cũng không được rộng lắm mọi người, chỉ quanh quanh ở đây thôi. Ở đây thì gần như là cũng thuộc một cái xã thì cũng không phải là vùng cao lắm. Đây gần như là vùng đồng bằng của huyện Lục Ngạn thôi. Nhiều lúc ở các xã vùng cao thì có những các lễ hội thì nó sẽ đặc sắc hơn. Chào anh nhé. Chúc khỏe nhé. Ờ, chào chúc khỏe nhé. Đấy, từ kia lại nổi nhạc lên rồi. Vâng, số nhạc kia thì lại nhạc âm âm rồi, lại nổi nhạc lên rồi. Thì mình sẽ quay một số những cái video về nhảy cho mọi người cùng xem mọi người nhá. Vâng, ở cái chỗ này rất là ồn mọi người nhá, ồn lắm nhá. Không tiếng nó không được rõ. Người ta lại mời nhạc lên nhà tiếp đi. Ở chỗ này thì nhạc đang ầm ĩ do khả năng mình sẽ không. Và mình tiếp tục chia sẻ sang bên này cho quý vị và các bạn cùng xem cái đoạn ở trên này nữa nhé. Vâng, thời tiết buổi trưa chiều nên nó lại có một chút mưa từng hạt quý vị ạ. Và người chỗ kia thì vẫn đang xé cái hướng đấy hả bên hướng. Vẫn đang quay một tí rồi. Quay cái gì? Vẫn đang quay một tí thôi. Lại quay chứ. Vâng mọi người nha, mình chia sẻ một chút nữa. Thế này, chia sẻ cho quý vị xem. Vâng, chỗ này rất là ồn các bạn ơi. Chỗ này vẫn đang nhảy rất là tưng bừng, ồn lắm. Hôm nay nhảy thế nào không? Ôi dồi, cái đoạn kia nó đang hát bầm kìa.
Đây là mọi người đang nhảy đây này. Quá. Mọi người đang nghe nhảy cho người rất là tân mừng chứ. Đang á. Không vào được à? Có vào tí quay tí quay. Vâng, giờ mình quay toàn cảnh cho quý vị và các bạn cùng xem thôi. Mấy đứa nhìn đây chụp kiểu ảnh, nhìn đây. Đúng rồi, có cái chỗ nào mà không đẹp thì làm cho nó đẹp đi. Thế là đẹp rồi, thôi đẹp rồi. Thôi kệ con, kệ con, cứ tự nhiên đi. Mình đang chụp ảnh cùng bạn đấy, xem nhá. Nào. Rồi, thế thích tàu kìa. Cảm ơn nhá. Nhảy hôm nay nhảy tí nào chưa? Vào đi, nhảy đi. Đông quá à? Và mình quay thêm một chút ở đây cho mọi người và các bạn cùng xem ngày hôm toàn cảnh ngày hôm ở khu vực ngã ba Tân Hoa cùng ngã Bắc Giang trong buổi chiều ngày hôm nay đây. Và lần quay được quý vị nhé, lần quay đặc biệt là trong mấy ngày hội ở đây thì ở khu vực Lục Ngạn thì rất là nhiều lần quay, kể cả Lạng Sơn cũng vậy quý vị ạ. Chiều là càng lúc càng chiều là càng thấy nhiều người hơn buổi sáng quý vị. Đây này. Vâng, như vậy quý vị và các bạn cũng đã được xem hình ghi hình chia sẻ cho mọi người biết về cảnh ngày hội. Gọi là ngày hội, ngày chợ với lại ngày hội. Hôm nay là ngày chợ ngày 7 tháng Giêng. Và mình sẽ dừng cái video mình tới đây nhé. Mình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo cái video của mình này. Ngày hôm nay mình ghi hình về ngày chợ ngày hội đây. Xin chào và hẹn gặp lại.